bản kiểm điểm của học sinh lớp 3 bỗng hot dần dần, xem chữ ký của phụ huynh, giáo viên vừa bực vừa bật cười vì đọc cũng thương. Mới đây, một bản kiểm điểm với lý do bá đạo của một học sinh lớp 3 đã được chia sẻ rầm rộ khắp cõi mạng. Sau khi đọc xong, hàng ngàn netizen được fan cười té ghế, liên tiếp thả ha ha vì những lời lẽ thống thiết nhưng cũng vô cùng ngô nghê của em học sinh này. Cụ thể, trong bản kiểm điểm, cậu phân trần về lý do bị phạt là vì nói chuyện riêng, làm việc riêng trong giờ. Đương nhiên, sau khi nhận ra lỗi lầm thì bên dưới sẽ đi kèm với giải pháp để không tái phạm. Học sinh lớp 3 này hứa rằng mình sẽ không nói chuyện riêng và làm việc riêng trong lớp nữa. Tuy nhiên, điều đáng nói là ở dòng phía dưới chữ ký của phụ huynh. Theo đó, thay vì chữ ký của phụ huynh thì em học sinh này viết rằng: "Cô ơi, mẹ con bảo con tự làm, tự chịu, con năn nỉ mà mẹ con không ký, con xin lỗi cô ạ." Có vẻ như lý do em học sinh này đưa ra không thuyết phục là mấy. Không biết cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào, chỉ biết rằng sau khi đọc xong bản kiểm điểm bá đạo này, cộng đồng mạng ai cũng cười ngặt nghẽo.